À, các em thân mến, phần tiếp theo chúng ta sẽ sang module thứ ba trong cái chủ đề là dấu của nhị thức bậc nhất. Module thứ ba áp dụng vào giải bất phương trình. Áp dụng vào giải bất phương trình. Sau khi chúng ta học rất là kỹ cái module 1 là cái kiến thức cơ bản, module thứ hai bắt đầu áp dụng. Để xét dấu, thầy giáo yêu cầu chúng ta làm rất kỹ cả. Cái mục đích cuối cùng của chúng ta là vào đây giải bất phương trình và xét dấu khi nào đó, khi nào nó dừng, nó phục vụ cho bài hiện tại mà nó phục vụ cả cho bài lớp 12. À, khi fx có đạo hàm mà dương thì nó đồng biến, mà đạo hàm âm thì nó nghịch biến. Âm dương khi nào hệ dùng vào cái này mà dùng một số cái tiểu sáo nữa, cái đấy là thầy giáo sẽ tính sau. Bây giờ trước mắt chúng ta biết là nó sẽ dùng vào sau này. Đấy, thì việc giải bất phương trình fx lớn hơn không thì thực chất chính là xét xem cái biểu thức fx nó có giá trị nhận giá trị dương với những giá trị nào của x, mà do đó chúng ta cũng biết được fx nhận giá trị âm với những giá trị nào của x. À, chúng ta làm như vậy là thực chất là chúng ta đã làm gì ạ? Xét dấu biểu thức của x fx. À, thì ra là như vậy. Như vậy là một ứng dụng của xét dấu bất biểu thức đó chính là vào giải bất phương trình, tức là một phương pháp giải bất phương trình là xét dấu. Nhưng mà muốn xét dấu được thì chúng ta phải làm gì? Là chúng ta phải đưa về dạng thương và dạng tích, đúng không? Đấy, như vậy mục thứ hai hai nhỏ ở đây là bất phương trình tích. Rồi, bất phương trình chưa ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Sau đây sẽ là ví dụ đầu tiên đơn giản và tất nhiên là cũng là một bài giáo sẽ cho khóa. Thì đối với bài này thì nó không giống như là phương trình. Phương trình các em nhân chéo nên phát đạt không điểm ngay. Phương trình em làm giống như phương trình em nhân chéo là hỏng ngay. Không được, vậy thế không được. Không được nhân chéo. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Câu trả lời là rất đơn giản. Chúng ta thấy là bài học của hôm nay nó vừa giống như sách giáo khoa và nó vừa khác sách giáo khoa đúng không? Đúng rồi, cái cơ bản là phải dạy đúng sách giáo khoa, sau đó bắt đầu mới nâng cao thôi. Trong sách giáo khoa người ta không ghi dòng này nhưng mà các em phải ghi ngay cho thầy đó, đó chính là tập xác định của bất phương trình là gì. Đấy. Trong sách giáo khoa ví dụ 1, ví dụ 2 không hề ghi một tí nào cả, nhưng mà ở trên lớp mà cũng ghi, thế giáo viên có nhiều khi chúng ta ghi tập xác định xong nó ra đáp số luôn. À, như vậy tập xác định nó chính là đi tìm điều kiện đấy. Điều kiện là gì ạ? Điều kiện xác định nhé, học từ hồi lớp 9 lớp 8 làm suốt rồi, 1 trừ x phải khác không, tức là x đấy, khác một. Điều này chúng ta suy ra tập xác định là d bằng r trừ đi tập hợp gồm một phần tử khác thì là phải trừ đi cái tập hợp đó, đúng chưa nào? Tập xác định. Rồi sau đó thì chúng ta có thể ghi là đã biến đổi tương đương bất phương trình đã cho, như trong sách giáo khoa người biết chẳng hạn, hoặc người ta có thể nói là trên d thì ta có như nào, trên d ta có cái phép biến đổi như là chuyển vế đổi dấu, không được nhân chéo đâu nhá, nhân chéo là chết ngay đấy. Cái này nhiều bạn nhân chéo là hỏng ngay đấy. Một chia cho một trừ x trừ y một lớn hơn là bằng không. Đấy, cái kỹ thuật quy đồng mẫu số này học từ hồi lớp 7 lớp 8 9 rồi, lớp 8 bắt đầu học phân thức lớp 7 lớp 8 lớp 9 là bắt đầu quy đồng. Quy đồng lên thầy. Quy đồng lên nha. Lớp mình là có một số bạn tách sang cái lớp A2 sang lớp nó vơi nó trước, cái chuyện đấy là bình thường không có gì cả. À, chúng ta quy đồng lên này, một trừ đi một nhân với một trừ x tất cả chia cho một trừ x lớn hơn là bằng không, tương đương với trên nhân tung ra giả nước thì kết quả là x chia cho một trừ x lớn hơn bằng không.
Nếu như mà chúng ta đặt fx bằng x chia cho 1 trừ x, cái này nó khác gì đâu, nó bảo là tìm x để cho, bây giờ thực chất giải bất phương trình, thực chất và giải bất phương trình là tìm x để sao cho fx lớn hơn hoặc bằng không, đúng không? Đúng chưa nào? Tìm x để cho fx lớn bằng không. Vậy muốn biết như thế thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải lập bảng xét dấu. À, bây giờ thì em mới hiểu. Đúng không? Thế rồi tử số bằng không khi nào, mẫu số bằng không khi nào? Tử số bằng không là x bằng không. Đúng không? Tử bằng không, tử số bằng không. Cái này nó hơi đặc biệt tại vì nó là x, chẳng nhẽ chúng ta lại ghi là x bằng không khi mà chỉ ghi x bằng không à? Thì chúng ta phải lái nó đi. Là x tử số bằng không khi mà chỉ ghi x bằng không. Mẫu bằng không tức là 1 trừ x bằng không khi mà chỉ ghi x bằng 1. Rồi, lập bảng. Cẩn thận nhầm nhé. Em làm đây. Chúng ta sẽ có thời gian là 2 phút để lập bảng và kết luận. 2 phút để lập bảng. Xin mời. Rất ngon lành đúng không? Đấy, bây giờ mới hiểu mục đích của thầy giáo đúng không? Vừa nãy chắc thầy giáo chữa mấy cái bài kia, các em bảo úi giời đơn giản, thầy cứ dạy lại cái này gì? Đấy, chính là phục vụ. Bây giờ các em làm nó tốt được hay không là lúc cái phần trước các em giải tốt thì bây giờ các em giải rất là, anh học nó phải có kiến thức nền tảng vững đi. Rồi, như vậy ta sẽ lập bảng xét dấu. Có một số em cao thủ thì chỉ làm hai dòng thôi, nhưng mà thầy thì vẫn khuyến khích các em làm ba dòng. Cái tử bằng không, bằng không, một cái bằng một. Cái dòng này là các giá trị, còn cái dòng này là dấu. Tại đây thì nó bằng không này, phải cùng này, trái khác này. Thầy không muốn ghi dấu vào trên này. Nếu nhiều bà người, nhiều người người ta giỏi, người ta ghi luôn cái dấu trên này. Nhưng mà thôi thì mình cứ ghi thêm một cái dòng số 2 này, không không gì cả, chẳng có mất gì cả. Giấy thì giấy bố mẹ mua cho nhà. Đấy. Rồi, tiếp tục. Ở dưới là 1 trừ x. Đấy. Cố gắng học hành em, sang học kỳ 2 sẽ có thưởng. Sang học kỳ 2 các em học hành vất vả thì sẽ cố gắng nghĩ ra cái biện pháp học thưởng. Rồi, ở dưới đây là 1 trừ x. 1 trừ x chúng ta cho bằng 0 là x sẽ bằng 1. Phải cùng. À âm thôi nhá, trái khác. Đấy, nghiệm của tử thì bằng 0. Nghiệm của mẫu thì là không xác định. Đấy. Trừ nhân với trừ, chia chia cho trừ thì thành cộng, cộng chia cho trừ thành trừ. Ô tôi chết rồi, từ từ ta nhầm dấu chỗ nào nhỉ? Phải cùng trái khác đấy, sướng quá viết nhầm này, thấy không? Thì mà nhầm này chết giờ. Mày nói chuyện nọ sang sọ sang quyển kia là nó không tập trung gì chứ. Đang làm bài đứa bạn nó hỏi mày làm xong chưa, cho tao xem một câu. Thế là tự nhiên là mình sẽ làm nhầm câu đấy thôi, có gì đâu, không để ý mà điền nhầm dấu. Thầy đang nói dấu thì lại nói lung tung mà cuối cùng thầy điền nhầm thật. Trừ với cộng thành trừ. Cộng trừ. Chính xác rồi đấy. Sau này các em học thêm lim nữa để các em chuẩn về dấu cực kỳ luôn. Lim của lớp 11. Bây giờ tạm thời chúng ta dùng cái quy tắc này. À, kiểm tra lại xem nào. Một. Chính xác rồi. À, đây chính là fx. Rồi, thì bây giờ đề bài chúng ta đã hỏi fx lớn bằng không đúng không? Lớn hơn hoặc bằng không, nhìn đây lớn bằng không tức là không âm đấy đúng không? Đấy, đúng chưa nào? Nhìn ở đây, nhưng mà đọc ra là phải cẩn thận. Nhìn ngược lên trên, vậy thì fx sẽ lớn hơn hoặc bằng không khi, nếu lớn hơn không nhé, thì là chúng ta sẽ thấy x lớn hơn không nhỏ hơn một đúng không nào? Nhưng mà có thêm cái bằng không nữa thì nó thêm con này đúng không nào? Nhìn ngược lên trên, đây. Tức là khi x lớn hơn bằng 0, tức là khi x ngoặc vào ngoặc vuông 0 đến 1 ngoặc tròn. Rất nhiều bạn kết luận cái chỗ này là ngoặc vuông nốt nhé, là chết nhé. Ngoặc vuông nốt là chết đấy, bài này là bài răng bẫy mà. Bài này bài răng bẫy, đặc biệt những cái bài bất thần thức, bất phương trình này nó có dấu.
từ giấy mẫu có nghĩa mà giấy mẫu có ẩn là giấy mẫu là thế nào cũng làm nhập đấy, được chưa? Rồi đây là nếu như câu hỏi là như thế này, thì còn đây, vậy thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Vậy nghiệm của bất phi chính là gì? Chúng ta để ý câu trả lời nha. Nếu như đề bài hỏi là tìm nghiệm thì nghiệm của bất phương trình là gì? Nghiệm của bất phương trình là gì? Là x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn 1. Thầy tham khảo đúng lời giải giác quan nó viết như này nhé. Nó viết này mới chuẩn, chứ nó không viết như này nữa đâu. Không viết thế đâu, mà nó viết chỉ như này cơ. Đấy, đấy là lý do tại sao thầy cần bắt ở trên biết bắt diễn đạt bằng ba cách đúng không, diễn đạt sẽ qua đúng cái này luôn. Thế còn đấy là nói về nghiệm, còn nếu như đề bài hỏi là tập nghiệm, tập nghiệm của bất phương trình sẽ là mở ngoặc vuông từ 0 đến 1. Đấy, để ý các câu hỏi nha. Nếu như đề bài hỏi là tập nghiệm, nếu hỏi là nghiệm thì chúng ta sẽ trả lời ở cái trên, nếu đề bài hỏi là tập nghiệm anh em sẽ trả lời ở cái dưới, thầy nêu đủ ra để sau này các em đỡ bỡ ngỡ, được chưa nào? Rồi, có gì thắc mắc không? Đây là bài cho sách giáo khoa nhưng mà thầy phải giải thích cho các em cái dấu như thế nào, nhìn ngược thế nào để chuẩn. Rồi, từ từ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta xem bản bản đánh máy. Đấy, trình bày nó phải như thế này. Đấy, nếu đề bài hỏi là tập nghiệm thì nó sẽ nói tập nghiệm như này. Còn nếu đề bài nói là nghiệm của bất phương trình thì chúng ta sẽ này. Đúng ra về mặt nguyên tắc giải bất phương trình ấy, thì là chúng ta phải đi tìm tập nghiệm thì là chúng ta phải trả lời những cái trên mới đúng. Thế còn nếu đề bài gọi là tìm nghiệm bất phương trình thì chúng ta sẽ kết luận ở cái dưới, được chưa? Và câu tự luận ở trên thầy giáo đã chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm như sau, hai câu, một câu hỏi là tìm nghiệm của bất phương trình này và một câu hỏi là tìm tập nghiệm bất phương trình này. Các em xem cái câu trả lời này ý. Đấy. Nếu như mà chúng ta không để ý kỹ thì chúng ta trong cái câu số 1 chúng ta sẽ khoanh đáp án A, còn trong câu số 2 chúng ta cũng khoanh đáp án A là chúng ta đã sai vét nhẹ. Đúng không? Nó là nghiệm của mẫu nó thì nó ở chỗ đấy nó phải là khoảng tròn, tức là không có dấu vuông, không có dấu bằng. Hiểu chưa? Rất dễ nhầm, trông cái này thôi nhưng mà dễ nhầm lắm. Làm bài xong tiếc lắm, tức lắm. Xong là sai bét đè. Đấy, như vậy câu hỏi tự luận của sách giáo khoa đã được thầy giáo chế thành hai câu hỏi trắc nghiệm. Câu này đương nhiên là của thầy rồi, chế ra thành hai câu hỏi trắc nghiệm. Thế sao bài trước lại chưa chưa chế, bài trước là chưa thèm. Nói đúng là cái trước thì nó chế ra nó hơi khó hơn so với bài này. Rồi, như vậy ví dụ một đã được chuyển giải xong và chuyển hóa thành hai câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu hỏi ví dụ số 2. Xin mời. Giải bất phương trình x mũ 3 trừ 4x nhỏ hơn 0. Xin mời. Cái bài này thì nó cũng nhẹ nhàng đúng không? Đến cái bài cái phần tiếp theo của nó là cái bất phương trình chưa ẩn dấu giá trị tuyệt đối thì cực khó thật. Bất phương trình chưa ẩn dấu giá trị tuyệt đối khó ra hết. Cái phần của ngày hôm sau là hơi khó, sau đó lại đến cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì lại còn khó nữa. Xong ứng dụng của kinh tế nó mới khủng bố bây giờ, xong sang bậc hai thì lại nhẹ nhàng, quấy nhiều cái thì lại hơi khó. Thế các em phải kiên trì, phải có một niềm tin vào bản thân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý là x mũ 3 trừ 4x nhỏ hơn 0. Ủa, x mũ 3 trừ 4x có đặc điểm như thế nào? X mũ 3 trừ đi 4x, ôi trời ơi, nó chung nhau x, đặt ra là con x bình trừ đi 4. À, cái con x bình trừ đi 4 dùng thằng đẳng thức đáng nhớ là x trừ 2 nhân x cộng 2. Thôi, thế là xong. Bài này đã giải được rất dễ, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có đầu tiên là tập xác định D bằng R này. Thứ hai là ta có bằng như thế này.
đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đặt ta đặt fx bằng này luôn. Rồi sau đó các em cho fx bằng không, cho fx bằng không, cứ từ từ dần dần mình sẽ giải được bài phức tạp hơn, không thể giải đốt cháy giai đoạn được. Em thấy từ đầu đến giờ đúng là nó thấy vất vả đúng không? Rồi sau các em lấy bài thế là qua, các em làm thấy ngon lành em, thế là chúng ta đã thành công. Rồi fx bằng không tương đương với cái kia bằng không, tích bằng không, tức là từng cái bằng không, như vậy nó sẽ tương đương với lại x bằng 0, x bằng 2, x bằng trừ 2. Không được ghi gạch giữa này nhá, cấm ghi gạch giữa nhá, nghiêm cấm không ghi gạch ở giữa. Rồi bây giờ xét dấu thôi, bởi vì bây giờ chúng ta chưa học dấu tam thức bậc 2 cho nên chúng ta không sử dụng tam thức bậc 2 đâu nhá, chưa được dùng. Buổi sau học tam thức bậc 2 rồi thì bài này lại giải ngắn hơn một tí. X này vô cực này, trừ hai bé nhất này, không này, hai này, dương vô cực này. Rồi. Nhắc lại con x này, không này, phải cùng này, trái khác này. Rồi x trừ hai này, x cộng hai này, fx này. Có nhiều bạn ghi là vế trái cũng được, okay, fx được, mình đặt rồi mà, mình đặt rồi thì mình có quyền sử dụng, không đặt không được quyền sử dụng. Rồi từ điền nốt dấu như thế, cứ điền xong dấu là chốc là kết luận rất là nhẹ nhàng. Cố lên, chương này thì nó vất vả một chút nhưng mà nó lại nền tảng cho các em sau này. Chương 6 cũng thế, chương 5 là ứng dụng tận lên sinh viên đại học mới gặp lại lần nữa. Chương 5 ấy, vì nó lên trên đại học nó mới gặp cho nên nhiều giáo viên dạy qua loa lắm, lên đại học các em này chết rồi. Sau đó chúng ta cứ tiếp tục dùng quy tắc phải cùng trái khác. Úi dồi ôi, ba dấu trừ nhân với nhau thì là âm. Trừ nhân cộng, cộng. Cộng nhân cộng nhân cộng. Ở đây nó không có mẫu, nó toàn là nghiệm của tử thôi thì. Nào. Bây giờ kết luận rất dễ. Để bài bảo cái gì nhỉ? Fx âm đúng không? Trời ơi fx âm như thế nào? Đúng em nhầm, bài bảo cái gì? À, âm cái gì? Âm cái quá dễ. Như vậy là fx đâu khi nào? Fx âm nhìn ngược bên trên, nhìn ngược bên trên âm đây. Ồ. Như vậy là tương đương là x nhỏ hơn trừ 2 hoặc nhìn ngược bên trên đây này, lấy x ở giữa mà đọc đấy, x lớn hơn 0 nhỏ hơn 2. Thầy giáo dạy mẹo đọc thôi nhá, lớn hơn bên trái nhỏ bên phải, bao giờ có dấu bằng mới cẩn thận thì mới có thêm để ý, còn không có dấu bằng thì rất là kết luận rất là dễ. Thế còn nếu như nói tập nghiệm. À, như vậy là nghiệm của phương trình, nghiệm của bất phương trình sẽ là gì? Đây là một cách diễn đạt khác. Vậy là nghiệm của bất phương trình đã cho là x nhỏ hơn trừ 2 hoặc x lớn hơn 0 nhỏ hơn 2. Còn nếu đề bài nói là tập nghiệm thì cứ nêu cả thêm nhé, bởi vì sau này đề bài hỏi như câu vừa nãy đấy, thì còn biết tập nghiệm của bất phương trình đã cho là mở ngoặc âm vô cực đến trừ 2 hợp với 0 đến 2. Đấy, thế là mỏi không? Cái này là tập nghiệm, thì nó là cái này hợp với cái kia. Còn cái nghiệm, ta để ý câu trả lời. Được chưa? Rồi, hay phết đúng không? Đấy, học hành vất vả, kết quả nó phải ngọt ngào. Sau ngày hôm nay là chúng em các em dở cái sách giáo khoa, em làm lại mấy cái bài sách giáo khoa, các em sẽ làm rất nhanh như này, làm rất nhanh. Đấy, có gì đâu. Đấy, câu kết luận này chuẩn chưa? Sao là cách nó xa đi.
Rồi. Bài trên có thể chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm như sau. Tất nhiên câu này là câu của thầy rồi. Đấy. Đấy. Nhìn là hoa hết mắt đúng không? Thực ra là anh không biết giải. Làm thế nào? Ủa thế chết không? Hai phương án này giống nhau, đánh máy nhầm. Có cái một cái có dấu bằng ấy, nó đánh máy thiếu. Còn B là có dấu bằng, nó đánh máy thiếu. Thì là có dấu bằng. Ừ. Còn B có dấu bằng, nó đánh máy thiếu nhau. Lại giống nhau ý đúng, thầy giáo là người ra đề mà. Ừ. Còn B này là có số bằng nhỉ? Chờ tí xíu. Cẩn thận thế rồi mà vẫn nhầm. Ra đề. Chết giả. Ừ. Còn nào nhỉ? Cũng đồ nhìn hoa hết mắt. Còn thứ hai đúng không? Không phải con này. Không phải con này. Chết rồi, cái khác, bài khác. À đây. Câu dưới, câu dưới, câu dưới. Ý thứ mấy nhỉ? Ý thứ năm. Có phải. Thầy là người ra đề mà, thầy đánh máy, thầy sửa lại. À, như vậy ý thứ năm đúng không? Ý thứ năm là bây giờ mà dịch lại thì đáp số nó lại khác nhau. Đấy, bây giờ dịch lại nó lại chạy lung tung đi, bởi vì cái phần mềm của thầy nó không giống như cái phần mềm khác. Khi dịch này có thể các phương án nó sẽ được đảo đi, nó không nằm như cũ nữa. Ủa, ba la mở ra đáp số sửa lại thầy giáo nào, sửa lại nào, sửa lại, sửa lại ấy à, may mà nó cũng chạy đi chỗ khác. Đó. Đấy, chuẩn gì chưa đấy, nên là câu hỏi trắc nghiệm có người yêu bỗng biết là sợ không đấy. Nó có hai loại gọi, một loại là tìm nghiệm của bất phương trình thì viết dưới dạng này, còn một dạng hỏi là tìm tập nghiệm của bất phương trình thì nó sẽ có dạng này. Đúng chưa? Trời ơi hay quá. Đấy. Như vậy câu này được giải quyết xong. Bây giờ mình vấn đề đang ngại. Bất phương trình chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối. Cái này chúng ta học trên lớp chúng ta có hiểu không? Thế thì trị tuyệt đối thì chúng ta nhớ lại cái hồi chúng ta học lớp 9 là trị tuyệt đối của A sẽ bằng A nếu A lớn bằng 0. Và bằng trừ của a nếu a nhỏ hơn không. Cái này phải học không hiểu nhanh được đúng nhá, kiên trì nhá. Thì chúng ta sẽ có hai phương pháp, một là sử dụng định nghĩa của giá trị tuyệt đối chính là dùng cái trên, và thứ hai là chúng ta dùng phương pháp bảng phá trị tuyệt đối. Cái bảng là chúng ta phải đạt đến trình độ uyên thâm rồi thì bắt đầu chúng ta mới dùng cái bảng được. Thế là một trong những cái cách để giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử giá trị tuyệt đối. Và chúng ta thường phải xét bất phương trình trong nhiều khoảng nửa đoạn khác nhau, trong đó trên đó các biểu thức này thì đều có dấu xác định. À, bây giờ thì tao sẽ lấy một bài sách giáo khoa. Cái bài này sẽ được trình bày theo hai cách khác nhau. Hiện tại bây giờ là trình bày theo kiểu sách giáo khoa trước. Em phải để ý nha, có thể trong cái này trong sách giáo khoa chúng ta trình bày chúng ta chưa rõ lắm. Bây giờ sẽ viết như này. Bây giờ mình phải xử lý cái quan trị tuyệt đối này trước. Mình làm giống như trong 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 chương trình lớp 9 trước, em cứ từ từ. Có thể thầy giáo viết sẽ dài hơn trong sách khoa một chút, nhưng mà để làm gì? Để chúng ta hiểu được cái bản chất. Thế nha. Ra lớp 10 đúng ra phải lên bài làm bài tự luận trước đúng hơn, làm trắc nghiệm ngay, các em bị bỡ ngỡ đúng không, bị bỡ ngỡ sẽ là dẫn tới bài kiểm tra là không tốt, nhất là cái bài kiểm tra cuối kỳ vừa rồi các em làm không tốt. Thầy bảo các em chụp gửi cho thầy đề trái em làm gì cả, thì thầy phải xem thầy tham khảo thì rút cái kinh nghiệm, không nói gì cả, xem thầy còn xem thầy biết được cái điểm yếu của em để tránh cái sau này.
Thì như vậy trong bài này là chúng ta chỉ có một trị tuyệt đối thôi. Thì chúng ta sẽ xử lý cái này trước. Trị tuyệt đối của trừ 2x cộng với 1 theo đúng định nghĩa là sẽ bằng chính nó khi nào? Trừ 2x cộng 1 lớn hơn bằng 0, bằng trừ của trừ 2x cộng 1 nếu trừ 2x cộng 1 nhỏ hơn 0. Ngấm ngầm giải ra ngoài, ngấm ngầm giải ra ngoài là trừ 2x cộng với 1 sẽ lớn hơn bằng 0 khi nào? Thì chúng ta làm như sau, chúng ta cứ giải bình thường thôi, nên dùng bảng xét dấu cũng được. Cái này dùng bảng xét dấu thì nó cười chết thối mũi. Trừ 2 sẽ lớn hơn nó bằng trừ 1 nhân 2 vế với trừ 1 phần 2 nhân 2 vế một số âm bất đồng tốc độ chiều. Hoặc các em dùng bảng xét dấu cũng được nhé, xét dấu nhanh nhỉ. Cái gì nhỉ, đây là 1 phần 2 đúng không? Đấy. Đây là phải cùng trái khác, bên phải thì âm, bên trái thì dương. Đấy, như vậy em nhìn thấy ra bên này chưa? Ta nhìn bên này chưa? Đấy, như vậy là x sẽ nhỏ hơn 1 phần 2. Hiểu chưa nào? Đấy, hoặc là dùng cái phương pháp chuyển vế đổi dấu theo nhân 2 vế với trừ 1 phần 2 bất thức đổi chiều. Hoặc là dùng bảng xét dấu. Dùng xét dấu nhanh. Phải cùng trái khác. Chúng ta sẽ cũng sẽ ra là như này. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không viết cái này vào trong vở. Trong lời giải chúng ta không viết vào. Nhưng các em vẫn phải chép vào vở để chép vào vở để hiểu, chép vào vở để hiểu bài, hoặc là sử dụng phương pháp chuyển vế sang đổi dấu trong nhân 2 vế một số âm bất đồng tốc độ chiều, hoặc là dùng bảng xét dấu tùy các em. Nhưng trong bài này thầy khuyến khích các em phải ghi cả hai cái vào để các em hiểu. Chốt lại là trừ 2x cộng với 1 nó sẽ lớn hơn bằng 0 khi và chỉ khi x nhỏ hơn bằng 1 phần 2, đúng không nào? Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ có là trừ 2x cộng với 1 nó sẽ âm khi mà x lớn hơn 1 phần 2. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Rồi. Đấy. Vì lý do trên mà chúng ta sẽ xét tiếp như sau. Vì lý do trên mà chúng ta sẽ viết như sau. Cái quan này, đoạn này là coi như là đoạn nháp. Chính vì giáo viên xóa cái nháp này đi cho nên là các em học trung bình khá là nhiều khi là không hiểu ở đâu ra cả. Các em vẫn phải chép vào cho thầy để hiểu được cái con đấy ở đâu ra. Thì khi trình bày như vậy là chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp, đúng chưa nào? Đấy. Rồi như vậy bắt đầu trường hợp thứ nhất, đề bài bảo là a nhỏ với x nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2 ta có hệ bất phương trình sau. Sao lại đang là một bất phương trình mà giờ lại thành một hệ? Thứ nhất là bất phương trình đã tròn, và thứ hai là nhắc lại cái điều kiện. Đấy. Cái điều kiện là cái dòng này này, đây này. Đấy. Như vậy là x sẽ nhỏ hơn nó bằng 1 phần 2. Cái bất phương trình của các em nhé. Bất phương trình ban đầu đó là trừ 2x cộng 1 cộng x trừ đi 3 nhỏ hơn 5. Các em bình tĩnh. Trong trường hợp này có phải trị tuyệt đối của nó bằng chính nó đúng không? Đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ biết là gì? Ta đang xét để cho nó dương mà. Dương trị tuyệt đối của nó bằng chính nó mà. Đúng chưa nào? Rồi. Thì là trừ 2x cộng 1. Đây, chính là cái này. Sau đó cộng với x trừ đi 3 nhỏ hơn 5. Lúc đầu thấy khó lắm đấy. Dần dần nó mới quen. Rồi, chúng ta giải ra. Nào, giải cái trên, giải cái dưới đi. Cái trên thì là x nhỏ bằng 1 phần 2. Có cái gì mà giải? Cái dưới thì là trừ x nhỏ hơn 7. Trừ x nhỏ hơn 7 tức là x lớn hơn trừ 7. Hai cái mũi tên mà nó ngược chiều nhau thì chúng ta sẽ ghi lớn nhỏ, nhỏ hơn lớn như thế này, ghi đúng luôn, ghi đúng như thế. Nếu có lý thì là để yên, còn nếu không vô lý thì là vô, là hệ vô nghiệm, đúng chưa nào? Còn nếu mà quên thì thầy nó hướng dẫn chúng ta biểu diễn trục số nhé. Bạn nào học yếu thì dùng trục số này, học yếu hơn thì làm này này, đây cái chỗ này trông thế nhưng mà nhiều người không hiểu đây nha. Phân chia này 1 phần 2 này. Xin lỗi, trừ 7 nó bé chứ, trừ 7 nó bé hơn, nó nằm bên này. Nào, cái con đầu tiên là x nhỏ bằng 1 phần 2 đúng không? Nhỏ bằng 1 phần 2 tức là thế này. Bên này là gạch đi. Con này là trừ x nhỏ hơn 7. Trừ x nhỏ hơn 7.
nhân 2 vế với âm 1 thì nó đổi chiều thì x phải lớn hơn trừ 7. X lớn hơn trừ 7 là đây. Gạch bên này đi. Bây giờ thì hiểu là tại sao nó ra đáp số thế này chứ. Đúng chưa nào? Đấy, nếu không hiểu thì dùng kẻ trục số vào. Nếu không hiểu thì vẽ trục số vào cho thầy. Còn nếu hiểu thì x lớn hơn trừ 7 kết hợp với x nhỏ hơn bằng 1 phần 2. Chúng ta sẽ viết như thế này nhanh nhé. Các em nào học khá nó sẽ hiểu cái này ngay. Nếu không các em viết trục số cho thầy. Đến đây bắt đầu các em ù hết tay rồi đúng không? Rồi, tiếp tục. Đấy, còn B. Còn B là chính là cái trường hợp dưới. Với x lớn hơn 1 phần 2. Trong nó có đánh máy gọi là với x lớn hơn 1 phần 2 thì rõ ràng là cái trị tuyệt đối của trừ của trừ 2 trừ 1 cộng 1 thì nó đảo ngược lại. Thì ta có hệ như sau. Ta có hệ là x lớn hơn 1 phần 2. Cái con kia nó đảo ngược lại là 2x trừ 1. Và chúng ta cũng giải tương tự như trên. Trên là x lớn hơn 1 phần 2. Ở dưới là 3x. 3x. 3x ở đây là nhỏ hơn 9. Đây này, trừ 1, trừ 2, 3 là trừ 4. Trừ 4 chuyển sang là dương 4 các bạn. Như vậy là x sẽ lớn hơn 1 phần 2, nhỏ hơn 3. Đúng không ạ? Ở trên là x lớn hơn 2, 1 phần 2. Ở dưới là x nhỏ hơn 3. Viết lại mà có lý thì để lại. Như nào là vô lý? Vô lý ví dụ nhé. X lớn hơn 3, nhỏ hơn 1 là vô lý thì nó sẽ ra tập rộng. Còn như này là có lý. Là lớn hơn 1 phần 2, nhỏ hơn 3 mà xong. Nếu như các em không hiểu thì nó vẽ thêm trục số cho nhìn nhé. À, chưa quen thì vẽ trục số này. Trục số này. Ui, chưa quen thì trục số này. 1 phần 2 đây. 3 đây. Thì lớn hơn 1 phần 2 tức là bên này. Gạch bên trái đi. Đúng không? Nhỏ hơn 3 tức là gạch bên phải đi. Đấy, chơi ra này chưa? Đấy. Như vậy cái thứ hai xong. Rồi sau đó các em gộp nghiệm, gộp là nó hợp lại. Gộp nghiệm là nó hợp lại. Thế thì cái đầu tiên ấy, cái đầu tiên của chúng ta là cái đầu tiên ấy là x lớn hơn trừ 7 nhỏ hơn bằng 1 phần 2. Tức là x thuộc vào trừ 7 ngoặc tròn đến 1 phần 2 ngoặc vuông. Còn cái thứ hai thì là x lớn hơn 1 phần 2 nhỏ hơn 3. Tức là x thuộc vào 1 phần 2 đến 3 ngoặc tròn. Như vậy tập nghiệm của nó sẽ là hai thằng này nó hợp lại với nhau. Hai thằng này hợp lại với nhau. Thế thì âm 7 đến 1 phần 2 ngoặc tròn ngoặc vuông hợp với 1 phần 2 ngoặc tròn đến 3. Thế thì nhỏ hơn nó bằng cũng lấy mà lớn hơn nó cũng lấy. Như vậy nó chính là từ trừ 7 đến 3. Và như vậy có hai cách trả lời. Nghiệm của bước phương trình đã cho thì là x lớn hơn hoặc bằng lớn hơn sự trừ 7 nhỏ hơn 3. Mà nếu mà nói về tập nghiệm thì nó chính là cái này. Đã xong. Thầy giáo đã diễn giải xong. Và bây giờ là đánh máy lại cho nó gọn. Đấy. Thế thì chúng ta ghi thêm cái dòng này vào nữa, chỗ này nữa. Thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đấy. Tức là chúng ta giải cái chỗ này ra này. Trừ 2x cộng 1 lớn bằng 0 thì x sẽ nhỏ bằng 1 phần 2. Đấy, và lý do như thế ta sẽ viết ở đây. Được chưa? Rồi, ở đây thì thầy không biểu diễn trên trục số cho nên là các em hơi thế nó trừu tượng. Sau đó kết luận luôn là gộp nghiệm ta được như này. Thì các em hình dung là nhỏ hơn bằng 1 phần 2 cũng lấy. Rồi lớn hơn 1 phần 2 cũng lấy. Thì cái 1 phần 2 sẽ là điểm trung gian. Và như thế là chúng ta sẽ có được kết quả. Rồi, ví dụ 1 đã được giải quyết xong. Đấy, trong sách giáo khoa nó có đưa ra một ví dụ thôi. Đấy, có mỗi một ví dụ thế thôi. Thế thì nhiệm vụ của các em về nhà là các em làm cho thầy bài này. Đấy. Các em mà giải bài này được xong thì coi như là cái phần này chúng ta đã làm tương đối. Nhưng mà chưa làm được nâng cao đâu nhé. Nâng cao chưa làm được. Nâng cao, mấy bài nâng cao nằm ở phía dưới rồi. Các em cứ làm lại được cái câu này cho nó tốt đi đã. Rồi bắt đầu làm câu dưới đâu. Mấy câu dưới học bùa. Rồi, các em thân mến, như vậy là bây giờ là 6 giờ 47 phút. Và buổi học chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Các em nhớ giữ gìn sức khỏe để cho chúng ta tiếp tục chiến đấu
Và trong quá trình học có cái gì không hiểu, chúng ta có thể trao đổi riêng với thầy, đừng ngại. Đấy. Thì học mà nói thì chúng ta học online bao giờ nó vất vả hơn học trực tiếp rồi. Buổi học đây kết thúc nha, chào các em nhé.